Rồi, đây là toán tìm x liên quan về lũy thừa nha các bạn. Khi để giải quyết bài toán tìm x liên quan về lũy thừa, các bạn sẽ có hai dạng chính như sau. Các dạng thứ nhất đó là các bạn đưa về cùng cơ số. Đó, đưa về cùng cơ số các bạn. Đây, cùng cơ số nè. Thì tương đương mũ của nó bằng nhau. Dạng thứ hai đó là các bạn đưa về cùng mũ. Đó, thì cơ số của nó bằng nhau. Và nhớ nha các bạn, nếu mũ là mũ chẵn thì mình sẽ có hai giá trị, còn nếu mũ lẻ thì một giá trị. Các bạn nghe kịp không ạ? Rồi, khi để giải quyết bài này, các bạn có rất nhiều hướng giải. Một là các bạn gọi là đặt nhân tử chung hàng này. Hai là các bạn phân phối hàng này vào thì lại sẽ chọn phương pháp là phân phối nha các bạn. Thì 10 nhân 3 mũ 3 nhân x trừ 2 bằng. Rồi phân phối nè, vậy là 3 mũ 117 chia cho 3 mũ 100 cộng 3 mũ 115 chia cho 3 mũ 100. Rồi, tiếp theo các bạn cần nhớ kiến thức đó là gì ạ? À? Đó chính là A mũ N chia cho A mũ M thì chia nè, thì mũ trừ. Đó, mũ trừ. Vậy ta sẽ có là 3 mũ 117 trừ 100 cộng 3 mũ 115 trừ 100. Được chưa ạ? À? Rồi, tiếp theo 10 nhân 3 mũ 3 x trừ 2 bằng. Đây các bạn tính ra là 3 mũ 10 mấy à? 17 cộng đây 3 mũ 10 mấy à? 15. Được chưa ạ? À? Rồi, ở đây để giải quyết được nữa thì các bạn nhìn vào đây. Ta sẽ có 10 nhân 3 mũ 3 nhân x trừ 2 bằng. Thì đây 3 mũ 17 thì có phải là 3 mũ 15 nhân 3 mũ 2 mà. Nhân thì mũ cộng đó các bạn. Cộng đây là 3 mũ 15. 3 mũ 15 có phải là 3 mũ 15 nhân 1 không ạ? À? Đó. Vậy từ đây ta có gì ạ? À? 10 nhân 3 mũ 3 nhân x trừ 2 bằng. Hai thằng này có chung gì ạ? À? Đó là 3 mũ 15 mang ra ngoài. Còn lại nè. Đó. Cái gạch ngày để hàm ý là mình không có biết lại nữa các bạn. Đó là còn lại 3 mũ 2 cộng 1. Rồi, tiếp tục. 10 nhân 3 mũ 3 nhân x trừ 2 bằng 3 mũ 15 nhân. Thì các bạn tính giúp lợi 3 mũ 2 chính là 3 nhân 3 cộng thêm 1 gọi là 10. Rồi, nhân nè, các bạn chuyển qua thành chia. Vậy là 3 mũ 3 nhân x trừ 2 bằng 3 mũ 10. Xin lỗi, 3 mũ 15 nhân 10 chia 10. Nhân 10 chia 10 rút. Vậy là 3 mũ 3 nhân x trừ 2 bằng 3 mũ 15. Rồi, ta đã đưa về dạng cùng gì à? Cùng cơ số thì số mũ của nó bằng nhau. Vậy ta sẽ có 3 nhân x trừ 2 bằng 15. Nhân nè, chuyển qua thành chia và x trừ 2 bằng 15 chia 3. Vậy là x trừ 2 bằng 5. Trừ nè, chuyển qua thành cộng và x bằng 5 cộng 2. Vậy x bằng 7. Và các bạn kết luận vậy. S bằng 7.